Cạn rồi. Đấy, đây rồi, đầu, đấy. Đầu con đấy, to con to này. Ui, mắt đi phè mắt rồi đó. Đấy, anh Đạt đây hồ đi bánh lăng xê này. Đấy lăng xê của tôi đấy. Sò mẹ hẳn ra, toàn trôi. Là một bao tải trôi. Đây có sát thủ Hà Nội đây, bây giờ thì quen hết cả hồ người ta này về để nói chuyện kéo gì nữa. Ông ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng là một bao tải. Bỏ hẳn ra này thì trông nó xíu. Đây này. Đấy hôm trước em được mấy con nó nhỉnh hơn con này này. Anh đánh được 3 con thế. Hai con nó nhỉnh hơn con này khoảng tầm 3 lạng. 3 con như này. Anh đánh hồ đấy là 3 con như này. Ngon, con này ngon lắm. Ăn con đấy sướng. Cái này nó tươm rồi anh. Chỉ có lăng xê hay không? Bánh lăng xê không? Cuộc sống như tiên, hai vợ chồng suốt ngày đi câu. Ờ, đánh ở trong mé trong này nó nhiều cái loại to to này. Cố gắng bắt, nó cũng không còn nhiều đâu nhưng mà nó chắc. Nhưng mà thi thoảng bắt được con này ăn ngon. Nếu mà bọn nó ngủ đi câu suốt, không đi được. Không đi. Bây giờ em ví dụ như kiểu là cả Hà Nội đấy, đi đâu gọi cũng có anh em đi cùng rồi, nhưng mà có bẩn bẩn thì chắc là cũng phải thi thoảng đi thì nó không đi được như đợt trước thôi. Còn chắc chắn là vẫn phải thi thoảng vẫn phải tranh thủ đi, nhưng mà nó không được như đợt trước. Mạnh ba là chiến đấu chứ.